Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên, ngày 21 tháng 5 năm 2023, tại nhà thờ Ba Bể, Giáo xứ Bắc Cạn, Giáo phận Bắc Ninh, diễn ra chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho gần 500 bà con giáo dân và lương dân thuộc địa bàn xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Đây là chương trình do cha Francisco Xavier Nguyễn Kim Phùng, dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp cùng với gia đình y tế An Phong Sô Hà Nội tổ chức. Hôm nay thì đoàn y tế An Phong Sô của Giáo xứ Thái Hà, chúng tôi về một cái giáo điểm truyền giáo của dòng Chúa Cứu Thế ở Ba Bể để chúng tôi khám từ thiện và một số ít quà cho anh chị em vùng cao. Y tế An Phong Sô thì nó được thành lập do cha cố Matthew Vũ Khải Phúc năm 2012 cho tới bây giờ. Và cái mục đích chính của cái y tế An Phong Sô đó là khám bệnh từ thiện, thiện nguyện cho những anh chị em vùng dân tộc, vùng cao và những người nghèo, những người đang thiếu thốn. Chúng tôi ước mong là chúng tôi sẽ nhân rộng và có thể phát triển đi các vùng sâu, vùng xa nhiều hơn. Chương trình có sự tham gia của 25 y bác sĩ và tình nguyện viên, trong đó có 11 bác sĩ chuyên khoa. Ngoài công việc khám chữa bệnh, đoàn còn chuẩn bị những phần quà thiết thực gửi tặng bà con nơi đây, nhất là những phần quà dành cho các em thiếu nhi. Cái tôn chỉ mục đích của nhóm y tế An Phong Sô ấy là thăng tiến đời sống đức tin của mình, trong đó có việc làm chia sẻ với anh em người nghèo. Cái mục đích chia sẻ với anh em nghèo không phải là mình đem của cải vật chất cho họ đâu, mà là chia sẻ cái niềm tin yêu và cái tình yêu của Chúa, và chia sẻ cái trách nhiệm của anh em, nhất là anh em trong y tế, là anh em đã được Chúa ban rất là nhiều ơn. Và trong cái quá trình làm việc ấy, thì anh em khi mà anh em đi làm việc thì lại tìm ra chính mình ở trong công việc. Cái niềm vui đó và cái tìm ra chính mình đó nó hỗ trợ rất rất nhiều trong đời sống nghề nghiệp của anh em, để anh em có thể đem cái tinh thần, cái tin, cái văn hóa Kitô giáo đến trong nghề nghiệp của mình. Đấy là niềm hạnh phúc của anh em. Hôm nay thì rất là vui, dù rất trời rất là nóng nhưng mà anh em rất nhiệt tình. Trong cộng đoàn em nên chúng tôi có một số anh em không công giáo mà đã theo chúng tôi làm việc có thể đến hơn 20 năm làm việc rất là hăng say. Họ tìm hiểu và họ rất là say mê với công việc đó. Điều đó là cái điều hạnh phúc của chúng tôi. Việc mà chúng em tổ chức chương trình này với sự kết hợp của gia đình y tế An Phong Sô là một điều thật là tuyệt vời. Bởi vì đây là được sự đồng ý của Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn cũng như chính quyền các cấp. Và khi làm xong chương trình này, em lại tiếp tục mời gia đình y tế An Phong Sô lên thăm khám cho các bản nghèo của nhiều xã khác của Ba Bể. Hôm nay thì tại khám tại nhà thờ Ba Bể cho 500 anh chị em nghèo thuộc xã Thượng Giáo. Nhưng mà trong tương lai em muốn rằng khám cho nhiều bản nghèo của nhiều xã ở tại huyện Ba Bể này trong tháng tới. Bà con trong thôn là thực sự là rất là cảm ơn đoàn đã đến đây kiểm tra sức khỏe, và chúng tôi được các cô, các chú, các cháu ở đây là nói chung là khám rất tận tình và rất vui vẻ. Tôi thật sự cảm ơn. Con cháu nó bảo là có cái đoàn lên khám bệnh từ thiện cho nhà thờ. Thế thì bác cũng được cái thông tin này bác nó lên, cũng được tiếp đón niềm nở lắm. Các cháu rất là vô tư, rất là niềm nở đón bệnh nhân. Bác được khám là về sức khỏe của bác được kiểm tra, vừa được kiểm tra, vừa được thuốc, vừa được quà tặng. Đấy là đoàn rất là cảm ơn đoàn. Và có những điều vui em thấy là các bác sĩ, các y sĩ và dược sĩ và cộng tác viên rất là nhiệt tình khi mà đến thăm khám cho bà con, và cảm nhận rằng bà con rất là vui bởi vì được khám miễn phí, nhưng quan trọng hơn là được khám trong sự chăm sóc yêu thương của các bác sĩ rất là tận tụy, rất là chân thành và nhiệt tình. Em thấy nơi khuôn mặt của các bác sĩ và nơi khuôn mặt của những người đến khám bệnh ngày hôm nay. Giáo họ Ba Bể là một vùng truyền giáo của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Nhà thờ nằm trên địa bàn thôn Phiêng Trì, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Nơi đây chủ yếu là anh chị em người Tày và người Hờ Mông sinh sống. Đời sống của anh chị em nơi đây còn rất bấp bênh.
đường xá đi lại còn nhiều khó khăn.